thư mục một cái folder là giải bài tập exercise. Solution giải bài tập nha, cũng tương tự là anh tạo một fanpage.html này, một thư mục CS trong JS tạo index.html, anh xin lỗi index.js, tạo một thư mục bình thường nhé. Trong này anh cho một cấu trúc HTML5, nhúng script vào, cho src nhúng vào này. Ok, này anh alert thử xem nó vào chưa. Hello, là Hello class, ok. Thì đầu tiên đó là nó anh giải bài không nhá, giải bài không này, bài không nó bảo là một số n có phải là số nguyên tố hay không. Thế đầu tiên mình phải hiểu số nguyên tố là số gì đúng không, mình hiểu rồi mình mới làm được. Số nguyên tố là số có chia hết cho một và chính nó, chia hết cho một và chính nó, số một và số tố, số nguyên tố không, không đúng không, dù nó chia hết cho một và chính nó nhưng mà người ta không quy nó là số nguyên tố nhá. Thế thì mình sẽ đâu đó lấy từ anh từ số n lớn hơn bằng bằng 2. Ok. Thế để làm cho nó dễ làm ấy, thì anh sẽ lấy cái value, lấy value từ người dùng nhập vào, let value bằng hoặc là number. Let number bằng prompt get message enter a number. Default anh cho nó bằng 0 này. Anh thử console log number ra xem nó có không. Làm từng bước thôi nhá. Làm bước nào chắc bước đó. Không này anh nhập thử 4 nhá hả. Ok. Nó truyền ra hả. Lại xem 4. Ok được rồi này. Thế đầu tiên mà anh kiểm tra nếu mà number mà nhỏ hơn 2 đúng không, là nhỏ hơn 2 thì sao, console log number đúng không, cộng này phẩy này inode ram number không phải số nguyên tố. Vậy nếu nó không nhỏ hơn 2 thì else là nó trường hợp lớn hơn hoặc bằng 2. Lúc này bắt đầu mình check. Được không? Và mình định nghĩa là mình default nhá. Lỡ thằng này nhập số tập phân thì chắc chắn là mình không có số nguyên tố số tập phân rồi. Nên là mình giả sử là tất cả nó nhập lại số nguyên. Và số nguyên này khi mà else này thì nó sẽ lớn hơn 0 rồi này. Thế giờ anh làm thế nào? Ý tưởng làm thế nào? Bây giờ anh biết số nguyên tố là số có hai ước, một và chính nó. Đúng không? Thế giờ anh cần đếm thôi. Ví dụ anh đếm ước của nó. Giờ mình đi vào cái làm từng bước thôi nhá. Làm tối ưu dần dần. Mình hiểu cái bài toán tối ưu dần dần. Làm bước đầu tiên là cái định nghĩa như thế nào, mình làm hướng tới cái định nghĩa nó y chang như vậy. Thế nên bảo là nếu một số có hai ước là một và chính nó thì nó là số nguyên tố. Thế anh cho một cái biến đếm chứ hả? Biến đếm là sao? Đếm nó có bao nhiêu số nguyên tố là được đúng không? Thế anh cho một cái biến let count đếm default nó bằng 0 này. Thế anh sẽ cho một cái số 1 chạy từ 1 tới chính nó. Nếu mà nó không chia hết hoặc là nó chia hết thì mình cứ cộng cái count này. Thế anh muốn cái count này nó bằng số ước của cái số đấy trong khoảng từ 1 tới chính nó, hiểu không? Ví dụ anh số là 10 đúng không? Số 10 thì anh cho chạy từ 1 tới 10. Trong mọi nếu một chia hết hay không, một chia hết này, hai chia hết hay không, hai chia hết, năm chia hết là
là 3 rồi. 10 nó chia hết cho 10 là 4, tức là 10 nó có tổng cộng là 4 nước. Hiểu không? Mình cái biến thì cái số 4 nó sẽ vào biến count này. Đấy mục đích anh sẽ làm. Thì nó chạy một vòng for. Vòng for làm let y bằng 0 này. Anh chỉ nói y bằng 1, y nhỏ hơn và bằng 10, y cộng cộng. Thì anh sẽ cần số lock ra. Anh xin lỗi. Count à if n, tức là if number ở đây. Anh xin lỗi, nhỏ hơn bằng number đúng không? Nếu mà number phần trăm 2 và bằng 0, tức là chia hết, thì anh count cộng 1 thì count cộng cộng. Lúc này anh đang giảng kiểm tra if count bằng 2. Thì anh cần số lock là console lock. Thế thì đâu đó nó lại bị trùng ở trên này đúng không? Bị trùng ở trên này. Ok, tạm thời thế đã. Kể đi. Number is prime number. Is prime nữa. Còn else number is not prime. Đấy, đây là cách làm thuần túy nhất. Mang nghĩa là gì? Mình đếm thế là cái số number này có bao nhiêu ước. Đúng không? Mình bắt đầu mình đếm thôi. Mình làm đúng những gì đề bài nó nói, cái số yêu cầu. Nếu nhập đây số 10 nha, nó prime đúng không? F5. Nếu nhập lại số 3 nhá hả, là số 3 nó prime luôn. Sai sai đúng không? Sai sai. Một à, y phần trăm 2 đúng không? Number số cuối rồi. I'm sorry, số 3 vẫn không. À, number chỉ cho y. Ngớ ngẩn nhỉ. Number chỉ y là ví dụ y bằng 1 thì là 10 chia 1, 10 chia 2, 10 chia 3, 4. Đúng rồi đấy. Đấy, làm thuần tí này, được rồi này. Ok, về đó cơ bản bài 1 em thấy trả lời là mình giải xong. Thế ví dụ, ví dụ nha, bài này anh nhập một số là một số 1 tỷ nha. Enter. 1 2 đợi mấy luôn. 3 4 mới chưa xong nha, bắt đầu tính nha. 1 tỷ em biết ngay là số not round number đúng không? Nhưng mà không, nó vẫn đang chạy này. Này anh nghĩ là phải 10 giây thôi nó chạy xong á nhờ, lâu quá. Chết rồi. Đỡ luôn rồi. Thôi nhỏ hơn đi. Giờ máy đang chạy cũng nhiều cái nên là nó sẽ chậm. Đỡ luôn rồi, biết rồi. Mới có một vòng for thôi nhá, chưa for lộn nhau thì nhập số to quá. Tự tin nhập 1 tỷ luôn. Rồi được rồi. Mày quá. 5 này, nhập số 100 triệu thôi. 100 triệu sẽ to quá nhờ. Nửa trăm triệu thôi, 500 nghìn. À 1 triệu, 10 triệu. Rồi 10 triệu thì giải được lúc đúng không? Thế lúc này mình phát hiện ra là số mình đâu đó giải được từ khoảng số 1 tới số 10 triệu thôi. Số đứa sau số 1 tỷ, số 2 tỷ là chết luôn. Đúng không? Thế lúc này mình phân tích tiếp là gì? Cái count này nó bằng 2 thôi á. Cái count này bằng 2 thôi á thì là gì? Vì bản chất là lớn hơn bằng 2 á
lớn bằng 2 đúng không, là nó không thỏa mãn rồi, là mình có câu trả lời ngay lập tức luôn rồi, đúng không? Thì lúc này mình sẽ áp dụng một cái là ngay chỗ này mình có thể kiểm tra, nếu mà count mà lớn hơn bằng 3 thì mình có thể break luôn, đúng không? 3 ồ thằng này nhập thoải mái rất nhanh đúng không? Đây là công dụng của break này, tại vì là gì? Khi biết count mà nó lớn hơn 3 rồi, bây giờ nó có thêm chục ước nữa thì nó cũng là lớn hơn 3, nên đây là cái tác dụng của thằng break này. Tuy nhiên cách này cũng không phải là cách tối ưu. Tại vì sao? Ví dụ nếu nó số nguyên tố thật, số nguyên tố thật đúng không, thì ví dụ số nguyên tố mà lớn hơn 1 tỷ thì nó vẫn sẽ chạy lớn hơn 1 tỷ, đúng không? Số nguyên tố thật lớn hơn 1 tỷ đúng không? Nên á, cách này để cho tối ưu á là mình sẽ dùng đảo nghịch của nó. Có nghĩa là gì? Nếu mà một số chạy từ 2 cho đến một số mà nhỏ hơn nó mà nó chia hết thì nó không phải là số nguyên tố. Thì lúc này anh sẽ cho một cái biến là biến không phải biến cao nữa. Lúc này cao nó hơi dở, anh sẽ dùng biến check thôi. Cách hai nhá, anh dùng biến check. Anh ban đầu left check, định nghĩa cho nó bằng true luôn đi. Lúc này cũng for left y bằng 0, anh sẽ lấy y bằng 2, y nhỏ hơn một bằng number y cộng cộng. Thì anh không tính number nữa, thì anh sẽ cho nó trừ 1. Tức là nếu một khoảng từ 2 cho đến number nhỏ 1 nó chia hết một số đấy, tức là nó không thỏa mãn, đúng không? Thì anh sẽ cho là if number mà phần trăm y bằng 0 giống ở trên đúng không, thì check bằng false và break. Check false break. Thì bây giờ anh nghĩ là gì? Anh sẽ dựa vào biến for để check, biến check để check là nó là số nguyên tố hay là không. Thì nếu mà nó vào đây, tức là nó nguyên tố không phải là số nguyên tố này. Nếu nó xuống, nếu nó chia hết một số, bây giờ lấy số 10 đi, nó chạy từ 2 tới 9, đúng không? 2 tới 9 thì nếu chia hết cho 2 ngay cái vòng lặp thứ 2 thôi là phone rồi, dừng rất là nhanh đúng không? Thì lúc này anh copy cái thằng if else chỗ này, nhưng mà về bản chất nó vẫn chưa tối ưu luôn, cứ nghĩ là xong. Như nữa lúc nãy số lớn hơn 1 tỷ á, thì thay vì thế á, nếu nhập anh không cần phải chạy tới n trừ 1 mà chạy tới đâu, cân bậc 2 của nó thôi. Tại vì nếu mà số đứa mới đứa số mà đối xứng của nó ấy, bây giờ anh có số 9 đi, 9 nhân 9 bằng 81 đúng không, 9 81, tức là nếu mà số 81 ấy, nó chia hết một trong các số từ 1 cho tới 9 ấy, thì em tiến lên 10 á, thì bản chất nó là quay ngược về cái số nhỏ hơn thôi, hiểu không? Ví dụ 9981 nha, thế là nếu mình chia cho 8 ấy, đúng không? Thì chắc chắn nó phải lớn hơn một số, đâu đó lớn hơn 9 rồi, đúng không? Em nghĩ là hai số mà nhân với nhau để mà thành 81, ví dụ này, 1 nhân 81 bằng 81 đúng không? Nhưng mà 2 thì nhân 40 tầm mấy thì bằng 81, thì em thấy là hai số nếu AB bằng 81 ấy, thì nó sẽ dao động với nhau và nó sẽ đặt cái độ mắc nhất, tức là trung tâm nhất là bằng 9. Nên cái việc là lấy căn bậc 2 nghĩa là gì? Anh chỉ cần lấy tới cái số 9 thôi, hiểu không? Hay là lấy tới số căn bậc 2 thôi. Tại vì nếu nó đã chia hết từ 1 tới số nhỏ hơn căn bậc 2 rồi ấy, thì chắc chắn nó sẽ lặp lại một số đấy trong cái số khoảng mà khoảng ngược lại. Ví dụ 81 là bút nhỏ. Ok, 81 nha.
81, em thấy 81 chia hết cho 3 đúng không? Thì 81 chia 3 bằng bao nhiêu? 37, 37 đúng không? Thế thì em chạy từ dung quả chạy xong quả chính ấy, em thấy là 81 chia hết cho 7. Như vậy bản chất là gì? 81 chia 27 là bằng 3, chia 3 là 27. Nên lúc này mình chỉ cần chạy tới căn bậc 2 thôi, không cần phải chạy vượt quá ngoài căn bậc 2. Tại vì nó sẽ bị, nếu nó chia hết thì nó sẽ bị lặp lại, hiểu đúng không? Nên lúc này anh sẽ cho chỗ này là bằng, trong lần này có một cái gọi là mass, nó có là SQRT, tức là nó là square gì đó, tức là căn bậc 2, thì anh cho căn bậc 2 của number thôi. Đấy, thì lúc này anh sẽ dù nhập hơn 1 tỷ thì cũng rất là thoải mái, không biết lo, không lo sợ gì nữa cả. Count nó define, count này chính là biến check đúng không? If check. Rất nhanh đúng không? Nó tìm ra được. Ok, đây là cách tôi đếm tìm một cái số. Đây là cách hiện tại là nhanh nhất rồi. Đây là cách hiện tại nhanh nhất đếm tìm ra một số đó, một số nguyên tố rồi. Không có cách nhanh hơn đâu. Ok, thắc mắc gì không? Được không Hưng? Hiểu không? Hiểu đúng không? Thế bài 2 là bài... Bài 8 bài... Anh sẽ nói bài 9 đúng không? Bài 9, bài 8 thì đâu đó nó giống nhau. Thế anh hướng dẫn thôi, anh hướng dẫn nhanh thôi. Anh hướng dẫn nhanh nha. Thì nó hỏi là số n có phải là số toàn số lẻ tạo thành hay không? Ví dụ 1, 2, 3, 4 là có tồn tại số 2 và số 4 là không thỏa mãn. Thế vậy đi tiếp em phải lấy bóc tách ra từng số đúng không? Nhưng mà em biết số này nó dài bao nhiêu không? Cũng không biết được đúng không? Rất khó. Thế thì vì bản chất nó nhận một số ấy, thì em sẽ không biết là cái vòng lặp này nó lặp bao nhiêu lần, hoặc là nó có tính lặp hay không, hoặc là nó có tính lặp hay không. Thì anh sẽ nhìn thấy cái tưởng lặp nha là gì. Ví dụ 1, 2, 3, 4 này, đầu tiên là anh có thể lấy số 1 ra, sau đó lấy số 2, lấy số 3, lấy số 4 đúng không? Nhưng mà để lấy được số này nó khó, nó hầu như lấy số 1 rất là khó. Nếu mà ngay từ đầu này không có bước tiền xử lý á, em cũng không lấy được. Nên vì thế anh sẽ đổi hướng ngược lại là lấy từ trái qua phải, là từ lấy số 4 này, sau lấy số 3, sau lấy số 2, lấy số 1. Hiểu không? Thế này cái tính lập như thế nào? Ví dụ nếu 1, 2, 3, 4 này, anh phần trăm cho, anh lấy số 4 là cách nào? Phần trăm 10 đúng không? Phần trăm 10 ấy thì nó còn 1, 2, 3, 4. Còn số 3 thì lấy bằng cái nào? Về lý thuyết đúng không? Thì nó phải là nó chia cho 10 đi, từ đó nó mới lại phần trăm 10. Tức là gì? Nếu em thấy là nếu mà bỏ số 4 đi thì số 3 nó sẽ có tính chất giống số 4, đúng không? Nếu bỏ số 2 đi thì số 2 cũng có tính chất là giống số 4. Tức là gì? Mình mỗi lần một lập thì mình sẽ chia cho 10. Thế anh hướng dẫn nha. Rồi, thì đó đó anh sẽ cần y, y gì? N mà lớn hơn không thì có tính lập kiểu gì? Anh cần slope n phần trăm 10, tức là lấy dư. Thì đây sẽ có n phần trăm 10. Lúc này anh lấy n chia bằng 10. Ví dụ anh nhập bằng 1, 2, 4, 4, 5. N nó define, n là number đúng không? N bằng number less, nhập này 1, 2, 3, 4, 5, phần trăm 10 nó ra gì đây nhỉ? Năm, 4,5. À, chia 10 nhưng mà nó lại là thành số tập phân. Thì lúc này mình phải làm tròn số cho nó nữa bằng cách là cái n bằng nhá. Đây n chia 10 đúng không? Nên nó sẽ bằng
in. Bạn in đây là lấy một cách là lấy số nguyên, bỏ đi phần tập phân nha. 1 2 3 4 5. Đây. Lấy được là năm số này, 5 4 3 2 1 này. Nếu nhập một số lung tung nha. Đấy thì em thấy nó sẽ lấy từng số ra. Bây giờ muốn làm gì với từng số đấy, đó là chuyện của em. Tại vì lúc này nó có vòng lặp rồi. Mình giảm tiếp rồi nha, về nhà làm tiếp. Thế thì theo luôn đặt ra ấy, thì phải không anh làm rồi, nên là mấy đứa đọc bài thì cũng lọc được đúng không? Nên hiện tại chỉ còn là bài 8, 9, 10 nha. 8, 9, 10. Ok, là 8, 9, 10 thôi. Phần này cũng chưa khó gì cả. Qua phần function nó sẽ khó hơn. Ừ, ở đi. Ừ. Tức là từ cái thằng này với thằng nào trừ 1 đấy hả? Không, cái bắt đầu. Nghĩa là ở bắt đầu là từ 1 đến N đúng không? Ừ. Xong anh cách thứ 2 là từ 1 đến N trừ 1. Ừ. Vậy bản chất cái thứ 2 á, nếu mà tới N trừ 1 thì nó chẳng tối ưu hơn gì cả. Tại vì cái thứ hai là mình có thể áp dụng tới cái thằng mắc QRT này thôi. Còn cách một là cách đếm đúng không? Cách đếm thì mình không có chạy từ mắc QRT mình đếm được. Nên là anh chỉ qua cái đây là để mình hướng đến cái bài solution nó giải quyết được thôi. Chứ còn chỗ nãy anh bảo là từ nếu mà chạy từ tới N và chạy tới N trừ 1 thì bản chất nó không có giải quyết vấn đề. Rồi thắc mắc gì không? À, phần này anh khuyến khích và cũng là khuyến nghị, cũng đồng thời là khuyến cáo các em về nhà lên làm bài tập. Cái phần này nó liên quan về tí logic đúng không? Sau này em làm bên React.js ấy, nó logic nó không khó, nhưng mà nó mang tính chất là tương đối, hiểu không? Nên là em nên làm mấy này nó vững tay vào, thì qua phần đấy em code em sẽ tự tin hơn rất là nhiều, hiểu không? Phần này không phải là nó mình code nó không hỗ trợ gì đâu nhá. Nếu mà em làm HTML CSS không ấy, làm thuần ấy, thì phần này đâu đó nó không mang nhiều cái giá trị cho em. Nhưng mà nếu em đã học các framework full end hiện tại thì em nên đâu đó có một cái base về logic nó vững vững một tí. Ví dụ về for này, về độ phức tạp này, nên biết về độ phức tạp. Độ phức tạp thì nói hôm trước rồi. Ok, hôm nay mình qua phần bài tập ngày hôm nay nhá. Đầu tiên là anh giới thiệu về Git. Bao nhiêu em biết Git rồi? Mạnh tay đấy. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, ok, tầm khoảng 50% đúng không? Em nào tự tin thành thạo Git rồi? Rồi, 1. Em nào chưa biết Git là gì? Chưa bao giờ nghe Git luôn? 1, 2, 3, ok. Ok rồi nha. Nắm được rồi. Thế thì Hải nhờ, Hải nắm vững rồi đúng không? Thì có thể giúp đỡ em xung quanh nha. Mình sẽ giới thiệu phần này, phải đi phần Git về bản chất. Nó qua Git để làm gì đã? Git nó gọi một cái tên viết tắt là VCS Version Control Support à? VCS tức là gì? Khi mà em viết một cái code ấy, ví dụ như thế này, ví dụ như lúc nãy nha, anh làm một cái giải bài toán là thằng này đúng không? Anh giải là số prime number. Xong đó anh nghĩ là à, cái này không hay, anh bỏ đi. Anh bỏ đi nha. Cái sau đó anh giải bằng cách này. Nhưng mà anh giải bằng cách này xong anh thấy là cái này nó sai, và anh thấy cái trước nó đúng. Tức là gì? Code cũ em nó đúng và code mới thì nó sai.
nó thấy xảy ra tình huống là em muốn quay lại cái code cũ của em thay vì là code mới đúng không? Nhưng em tá hỏa là bây giờ em chỉ cần code mới thôi, code cũ em xóa là mất rồi, hiểu không? Có gặp tình huống đó chưa? Chưa. Tức là mình có một cái file sẽ mình sửa rất là nhiều rồi, sau đó mình mới thấy là cái mình sửa là cái mình cần bỏ đi, cái mình gốc ban đầu là cái chính xác, hiểu không? Thì đó là một cách nó có thể xảy ra. Cái thứ hai là trong thực tế em đi làm á, không có một bộ sách nào mà không phải rất ít khi mà bộ sách em làm một mình, tại vì bộ sách em làm một mình nó rất là bé, nó to được. Vậy khi bộ sách rất là nhiều người, rất nhiều người rơi vào mà hai người cùng sửa trên một file, cùng sửa trên một file nhá, thì nó sẽ ra tình trạng là gì? Xung đột đúng không? Lỡ ông này ông xóa mất code của tôi rồi ông kia ông thêm code nào mới nó không chạy được đúng không? Thì đó là mình có là quản lý sửa code. Thì nói về lịch sử thì ngày xưa ấy, ngày xưa nha, khi mà chưa có Git ấy, người ta có thể làm cái gì? Ví dụ hai em cùng là cùng dự án đúng không? Thì cần một nơi lưu trú đúng không? Thì hai em ví dụ như phát triển hai cái năng khác nhau đi, phát triển xong rồi hai em lên code đi, rồi một lại với nhau, đúng không? Nếu nó có xung đột thì bắt đầu sửa thân nó chạy được, đúng không? Làm thế rất thủ công. Cái thứ hai là ví dụ em thích một bất đúng không? Thích một bất, em chỉ cần gõ dừng lại xong để lên server, sau đó các server bên kia sẽ nhận được ngay cái support đấy, sẽ nhận ngay được luôn cái sự các chủ động của bất mà em đã sửa ngay rồi đấy. Thế em không cần phải đem support đi qua bên kia chạy lên pin như thế nào. Thì đó là tác dụng của thằng Git. Nó đơn giản là Git là một cái cách mà em quản lý cái support của mình. Được. Thì nó gọi là version control đúng không? Em sẽ quản lý bằng cách nó sẽ lưu thành các version. Được. Nó lưu tất cả luôn. Ví dụ em vừa thay đổi cái thằng này, em lưu lại, em thay đổi, em lưu lại, em thay đổi, em lưu lại. Thì nó cứ lưu lại. Bây giờ người ta đấy. Và bao giờ muốn quay lại bất kỳ một cái history nào, tức là cái lịch sử nào em đã lưu ấy, đều được cả. Hiểu không? Bây giờ em thay đổi là xa tận chân trời đi, tận đường hết. Dạ. Thế thì đầu tiên là lên GitHub. Thế em cứ nghĩ Git là GitHub. Em nào cứ nghĩ Git là GitHub không? Các em nào phân biệt được Git và GitHub không? Hả? Đâu rồi. Ok. Anh hiểu rồi. Về bản chất ấy, em nên hiểu cái này. Git là một cái, anh nãy nói Git nha, nãy chưa đề cập về tới Git đúng không? Git là source control version. Thế thì em biết, em biết sau này em tìm hiểu thêm á, có công ty nó dùng GitHub, nhưng mà có công ty nó lại dùng GitLab, thằng khác nó dùng Bitbucket. Tức rất nhiều thằng có thể là triển khai cái thằng Git cho mình. Thế mình dùng là GitHub nó chỉ là một cái vendor hay chỉ là một cái company, nó giúp mình triển khai cái Git và nó lưu source code của mình lên server thôi. Hiểu không? Em đừng đánh đồng giữa Git và GitHub là một nha. Đừng đánh đồng. Thế thì mình sẽ dùng GitHub là nơi, là cái server để lưu source code của mình. Được không? Thế đầu tiên vào GitHub, nếu chưa có tài khoản thì sign up giúp anh. Em nào chưa có tài khoản? Có hết đúng không? Thế thì sign giúp anh nha. Sign in xong ấy, thì mình dùng là đây là cái online, server online. Em đẩy code lên đây á, em gửi link thì cho ai cũng thấy được. Nhưng cái vấn đề mình code á, thì code ở máy em đúng không? Code ở máy em thì không ai truy cập được. Thì em phải cần một cái giao thức là gì? Cần một cái tiến trình nào đó để em đưa code của em từ dưới máy lên online. Hiểu không? Hiểu không? Thế thì đâu đó, để mà làm được việc đấy á,
Thì nó thằng Git nó có một cái gọi là Git anh gửi link rồi đúng không? Nó có đâu đó kiếm đúng không? Vào cái Git SCM ấy. Này, download em là Windows thì download Windows vào. Nó tải về một file MSP MSI thì cài đặt. Thì khi em cài xong ấy, khi em cài xong ấy thì em gõ git trừ trừ version hoặc là git trừ v. Git trừ trừ version luôn à. Ok, git trừ trừ version. Git version 2.25 này. Tức là lúc này em đã ra đã có git trên máy tính rồi. Thì có hai cái, nó một cái là git GUI nữa cơ. Khi em cài đó thì nó có git GUI. Tức là git Graphic User Interface, GUI. GUI là Graphic User Interface. Thì nó giúp em là tương tác bằng bằng giao diện cơ. Bằng giao diện, bằng thao tác em thấy dùng chuột thôi. Nhưng mà anh không dùng này. Tại vì đối với anh thằng này anh thấy nó nhiều lúc đôi khi vẫn dùng, nếu mà có trường hợp dùng mà thông thường thì ít dùng. Thì anh nói chung anh thấy thao tác qua cái dòng lẹ thôi. Được không? Anh giới thiệu lớp mình thao tác qua comment like thôi nhé. Anh không dùng gửi qua nhé. Ok, quay lại chỗ ở đây. Anh có một sách quay là React 2102 này. Được không? Đây là một sách có sẵn. Đây là một sách có sẵn nha. Đấy, có sẵn. Thế thì anh muốn là lưu cái source code của tất cả những thằng mà trước trước anh hướng dẫn lên lớp này này. Anh sẽ đưa lên lên Git. Anh đưa bằng cách nào? Thế đầu tiên á, anh sẽ tạo cho nó một cái repo. Anh đã đọc là response story. Tức là cái nơi mà anh sẽ chứa tất cả cái source code này. Hiểu không? Từ HTML, CSS, JS. Đó là gì anh muốn. Thì nó đây tạo em một cái repo. Được không? Em new nhá, em có thể là kích new này, repository new này. Hoặc là em kích vào cái thằng này, em vào repo repository và bắt đầu chọn new. Cái nào cũng được. Có nút new repo là được. Thì mình sẽ đặt cho nó một cái tên. Ví dụ như lớp mình là anh sẽ là React.js2102 chẳng hạn. Ví dụ vậy, nó unique rồi. Anh sẽ chọn nó public. Ngày xưa á, thằng GitHub này nó không có public đâu. Nó anh xin lỗi, nó không có private đâu. Private là em phải trả tiền, phải pay money, phải trả tiền mới có được private. Nhưng mà nó thấy nhiều đối thủ của nó như là thằng GitHub và Bitbucket nó cho private free nên nó cũng ra thằng private để nó giữ lại user của mình thôi, không vấn đề gì. Thì chọn cái anh public nhá. Nếu mà em thông tin của em bảo mật thì em chọn private. Anh public là gì? Anh không cần ai có thể xem được, thoải mái. Thì anh chọn là git. Ở đây nó có ba option, chọn là add readme, add git ignore và two license. Thì tạm thời em có thể là không add vào nhé, tạm thời cứ bỏ qua, tạm thời cứ bỏ qua đi. Sau đó cái anh create repository, repository thì đây chính là source code của em này. Vì ban đầu nó chưa có bất kỳ một cái source code nào thì nó ra một cái bản hướng dẫn như này. Bản hướng dẫn này là lúc em đẩy cái source code đó của em lên. Thì em mỗi lần tạo em sẽ follow theo này. Push an existing repository. Tức là có đẩy một cái repo đã có sẵn rồi. Repo có sẵn nhá. Thì mình làm bước sau, tức là gì? Cái repo ở dưới local này đã có sẵn rồi đúng không? Anh sắp trỏ đến cái repo của anh này. Vậy nha. Đầu tiên là vào desktop này. Ở trong React hay không? Hay không? Hay một không ai. Get status. Đằng này nó chưa có git. Anh có thấy câu gõ còn lại là get status. Lên nhỉ? Ok. Thế đây có này. Tại vì là bộ sách của anh nó chưa có git nên lúc này anh sẽ gọi là git init. Đây là tạo một cái có sẵn nhé, git init. Enter. Nó không làm gì đâu. Về bản chất nó thêm một cái file là một cái thư mục là chấm git. Thì file này là file ẩn. Bình thường em vào em sẽ không thấy. File đó file hidden file. Lúc này em gọi git status. Đấy.
Viết status. Được không? Thì nó sẽ thông báo là gì? Ok anh enter lại nhé để mình thấy nó clear hơn. Get status là trạng thái repo của mình đang như thế nào. Thì nó mới bảo là untracked file, tức là mày đang có hai file mà chưa được lưu vào. Chính xác hơn là thư mục. Nó mình có hai thư mục là chưa được lưu vào. Ở đây mình tìm hiểu thêm một cái là git. Chưa tải git hả? Chưa tải đi. Chứ giờ anh no way luôn á. Không thì em phải thao tác bằng giao diện trên này hả? Import code này. Không biết import được không? Trước giờ nếu mà chưa có này không biết làm nào luôn á. Phải có này nhá, cài đi. Cài git. Không. Cài git đó hả? Cài git bảo lúc nãy á, vào git đây này, cái download này này. Ừ. Download bản Windows của em về, sau đó cài về máy. Thế bao nhiêu em chưa có thằng git này? 1 2 3. Cài đi. Nhanh mà. Nó có bao nhiêu đâu? Click tải về này, sau đó click. Auto à? Auto vẫn phải cài mà. Ừ. Câu lệnh nó như nhau. Bây giờ em dùng câu lệnh thì sau này em dùng Ubuntu hay dùng Windows đều như nhau cả. Câu lệnh nó không có gì thay đổi đâu. Thì để cái đây là anh trỏ đến thư mục nha. Thư mục này tức là trỏ đến project của anh đang có này. Tức là nếu mà đây là desktop này, anh vẫn không ai đúng không? Đây này à, anh có show hidden file này, tạo file git này này. Đấy tức là gì? Anh muốn đẩy cái thằng này lên git. Cơ bản vậy thôi. Thì có một cái lệnh thứ hai là git log. Git log nó bảo à, git log thì chưa có gì. Chưa có gì luôn. Tại vì git log nó lưu lại các cái mình đã lưu, mình đã đánh dấu là mình lưu lại, hay chính là các cái version đấy. Em đi hiểu nó version cũng được. Ok nhá. Thế anh lệnh đầu tiên của anh là anh sẽ cái đầu tiên là anh hay dùng là cái status này. Cái status này nó mới giữ gì cả, nó kiểm tra trạng thái thôi. Hiểu không? Thì hiểu đầu tiên anh gọi là git status để kiểm tra trạng thái. Thì anh đầu tiên biết là nhớ nhá. Git status kiểm tra trạng thái. Lúc này anh check là hai file này đang chưa được lưu vào, đó đỏ là chưa được lưu vào. Thế anh muốn lưu vào cái thằng này thì anh làm gì? Anh muốn lưu vào anh làm gì? Thì nó phải chuyển qua một trạng thái thứ hai là trạng thái ready, tức là sẵn sàng để mà lưu lại sự thay đổi. Hiểu không? Thì dùng một câu lệnh là git add. Git add cái gì? Ở đây có thể git add HTML CSS. Là add thư mục. HTML CSS này tức là thư mục này đã sẵn sàng để lưu lại rồi. Ghi đấy đúng không? Em tiếp tục có thể gõ git status em sẽ thấy sự khác biệt này. Lúc này nó sẽ liệt kê tất cả các file mà sẵn sàng để đưa vào git. Và chú ý đây là lưu local nha. Local, tất cả mình đang thao tác là local thôi. Ở máy của em thôi. Thế thì ở đây mình còn là git js đúng không? Anh cũng có thể là git add js. Thì anh sẽ có là nó add tất cả, nó add cả js và cả HTML này. Thế thì bây giờ anh thấy cái thằng này là sẵn sàng đúng không? Nhưng mà anh nhận ra à js này chưa sẵn sàng này. Cái thằng này chưa, có một thằng là chưa sẵn sàng. Thì anh có thể là quay ngược trở lại. Là anh dùng git reset. Ví dụ JS git status thì là JS này nó không phải là trạng thái sẵn sàng nữa. Vậy để mà một cái sẵn sàng em đưa vào thành một cái version ấy thì dùng cho anh câu lại là git add
Được không? Chỗ này clear chưa? Cái này chậm chậm tới nhận, anh thấy hơi lớp hơi 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 đơ ra rồi. Ok nhá, anh reset lại ban đầu này. Đây, đây là cái chúng ta đã lấy ban đầu. Get status. Get status kiểm tra trạng thái thôi, nó không ảnh hưởng gì cả. Sau đó gọi là git add. Được không? Anh thấy liệt kê thư mục. Hoặc là anh muốn add tất cả thì anh là git add chấm. Git add chấm là git add tất cả sẽ thay đổi. Anh enter này. Không được à? Cài về chưa? Mở cho em một cái terminal mới, mở em một cái CMD mới. Gọi anh cái git xem. Thì lúc này á, ghế sẽ tới tết này. Đấy tất cả này. Có bao nhiêu em đang thực hành theo đâu? Giơ tay xem nào, anh kiểm tra cho. Kiểm tra thêm có gì bất thường không? Bỏ một file thì git reset, có bê nguyên cái từ cái bài đó. Ví dụ nha, ở đây tất cả muốn lưu đúng không? Tất cả file luôn, nhưng mà cái file anh không muốn đưa cái file này đúng không? Không muốn file này nó lưu vào vào version, thì anh thấy git reset. Copy luôn đường dẫn file này. Git sẽ tới lại này. Thì mỗi cái file này là không được này. Đấy. Chưa? Đầu tiên nhá, cái nốt ở trên này mới nhá. À như em cũng có ý tới đây này. Ở này không có git init nhờ. Đầu tiên là git init nha. Chưa có trạng thái thì git init này. Git init trước. Git init. Không biết nốt ở đâu bây giờ. Nó đâu nhờ. Sửa tạm thời. Đây, ok. Anh sửa tạm thời nhé. Đầu tiên mấy đứa phải là khởi tạo trước là git init. Không? Git version để kiểm tra này. Git status, chúng ta trạng thái git add, anh tới git add rồi này. Tiếp theo mình sẽ tới git commit. Nếu mấy đứa mà bị như này á. Git add này. Thì đứa thấy là nó ra câu lệnh này á, tức là mình chưa khởi tạo thì phải git init trước. Hiểu không? Git init đến hình thành cái đó là nó xác định nó là một repo.
Rồi, ghế thứ tư. Sẵn sàng. Tới bước này chưa? Tới được hết bước này chưa? Em nào cần hỗ trợ không? Ừ. Git reset. Có bị đường tỉnh đó mà. Nếu em không muốn đẩy cái file đó, không muốn lưu file đó vào. Được không? Đi đến cái thư mục mình muốn đẩy lên nhá. Đây, anh nói lại chỗ này. Tí là thư mục quay này, CD này. Cái thằng này á, nó đang trỏ đến đúng với vị trí chỗ này này. Thấy không? Chứ nó không phải là ở đuôi xe đâu nhá. Là mấy đứa em ở đuôi xe là chỗ này là mấy em default nó vào chỗ này đó. Default của em sẽ là cái thằng này á, em get là get tất cả thằng này đó. Em phải trỏ đúng tới cái chỗ đấy. Hiểu không? Thì em bằng cách là CD đến. Thì năm trước anh có hướng dẫn đúng không? Thì hoặc anh có thể vào đây, click vào đây này, open, opening, anh xin lỗi, review trên Internet Explorer, trên File Explorer này, thì em có thể gọi CMD ở đây để nó ra đường dẫn trỏ đến đúng vị trí bộ sách của mình nha, hiểu không? Chứ không phải là cứ chỗ nào cũng gọi init được đâu nhá. Nó phải đúng nơi đấy. Được chưa? Hoặc là CD đen. Ví dụ đây đường dẫn đúng không? Ví dụ đường dẫn đúng không? Nó C ICD đen. Tập đi nha. Đây chính là lý do mà mình phải biết một số thao tác cơ bản của thằng này này. Thank you.
Ok nhá. Ok, anh có ghi status ở đây sẵn sàng rồi đúng không? Ok, sẵn sàng để lưu lại rồi. Lưu lại như nào để này quản trị thì mình sẽ có một cái lệnh là git commit. Git commit là lưu lại. Mình muốn lưu lại để mình nhớ được là nó mình đang lưu cái gì. Thì nó có một cái tham số là -m là message. Ví dụ đây là first time to store hoặc là first time to git chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Lần đầu tiên đến git. Cái message này tụi em tùy biến, em thích đặt tên gì đặt. Để em nhớ lại thôi. Em nhớ là commit đó là em làm gì thôi. Enter. Anh thì không bị lỗi đâu, có em bị lỗi đó. Em bị lỗi mà nó pop up lên là nó hỏi là thiếu gì nhỉ? Thế là bị lỗi không? Nếu mà nó bảo đây là em đi hôm qua là thì em chưa xác nhận lại à? Ví dụ mình khác vào máy quên đúng không? Ta dùng mình không biết lại, tôi dùng biết là máy quên hả? Nhưng mà mình biết là tên của em là tên ai? Là ai là cái tốt? Cái gì? Nó có một cái tham số nó là git config list hả? Git config list này thì nó lại kê ra tất cả các cái thông tin thằng này của em này. Thì như anh nhá, nó có là username này là Mr. Đạt Ngô này, user email là Mr. Đạt Ngô @gmail.com, username là Mr. Đạt Ngô đấy. Thì em đang thiếu hai cái tham số này. Git config list em sẽ gõ ra thêm đúng không? Những em mà bị lỗi rồi thì sẽ bị thiếu hai tham số này. Thì em là như là điều một trong hai tham số này là được. Thì em gõ theo câu lệnh của nó ấy. Git config --global user.name bằng tên của em, tên gì cũng được. Và cũng tương tự một cái là git config global user.email bằng test@gmail.com gì đó chẳng hạn. À, mất rồi. Nếu em chưa có hai thằng này nha, có rồi thì thôi, có rồi thì không cần nữa. Hả? Tell me who you are thì làm cho anh bước này. Ừ, tell me who you are thì làm cho anh bước này. Ừ, chắc chắn nó không có rồi. Ừ, chắc chắn nó không có rồi. Nếu em mà theo who you are thì chắc chắn nó không có rồi. Thì em có thể không gõ lại, không làm được, em gõ theo con này cũng được này. Em giờ cấu tạo, cấu hiện một lần thôi. Mỗi máy có hiện một lần thôi, không có hiện nhiều đâu. Để trên đó, em đọc đi. Okay. Rồi, cảm ơn đi.
không yêu. Chưa? Thì anh sẽ khi mà khai báo xong anh sẽ commit được, chắc chắn được. Chắc chắn được. Mình từng bước nha.
mà khi commit xong đúng không, thì anh sẽ có git log, có git log thì mình sẽ thấy là thằng này nó có một cái mã hash để chứng tỏ là mình đã lưu lại rồi. Nó có một message là first time to git, tức là anh đã lưu lại cái message này để cho mình biết là cái message này mình làm cái gì. Tại vì mình sau này mình không thể dựa vào mã hash thì mình biết được là mình đang làm cái gì trong cái commit đấy. Ví dụ sau này muốn quay lại cái chỗ commit ngay tại vị trí này á, thì anh phải nhớ được cái tên thay vì nhớ được mã hash, hiểu không? Thế bây giờ là em để ý á, là các bước của anh khi mà git log ra nhá, cái source code của em đang như thế nào thì nó sẽ như nào nhỉ? Tức là bây giờ là em muốn là hiện tại là cái git của em ấy đang ở local thôi. Em chưa làm gì tương tác với server cả. Hiểu không? Đó là git ở local thôi. Nó lưu local luôn. Hiểu không? Hiểu local là gì không? Là trên máy em thôi. Em chưa tương tác giữa internet cả. Nên là hiện tại á là cái git của anh nè, giống như cái git của anh này, người ta nó cũng trống trơn nè, nó chưa làm gì cả. Mình đã đẩy code lên đây đâu đúng không? Tức là khi mình commit rồi á thì mình có bước nó gì? À, bây giờ anh sẽ muốn đẩy lên cái repo trên này. Hiểu không? Thế để làm sao được là nó liên kết giữa cái thằng này và thằng này, đúng không? Thì nó phải biết được là cái repo của thằng git này nó nằm ở đâu trên internet. Thế thì ở đây nó vừa hướng dẫn tiếp này, thì tới lúc này mình bắt đầu để dùng cái thằng này. Anh có là git, anh copy thằng này cho nhanh. Git remote add origin thêm một này, thì em thấy là này chính là cái repo của anh, nó tướng cho cái ul repo của anh. Copy dây thằng này, câu lệnh cái phải gì này nhỉ? Thằng này có gì kì không? Thằng này cũng không đúng không? Anh thêm câu lệnh này vào nhé. Git remote as à, git remote, git remote này đang trong trơn đúng không? Anh sẽ cho này git remote as origin. Origin là một cái tên, em mình dùng nó là một cái tag thôi, một cái kiểu để mình đánh dấu thôi. Thì git as remote as origin, anh copy vào đây thì có git remote lại này, thì nó có origin git remote trừ a. Git remote trừ v thì nó sẽ ra là, nó ra là cái nơi lúc nãy git remote trừ v á, nó sẽ ra cái nơi mà chứa cái website của em, tức là trỏ đến thằng này, hiểu không? Tức là muốn cái local của em nó kết nối được với thằng server trên này, thì server trên này nó đang trỏ đến một cái repo là trên này, chính là thằng này này. Thì mình thực hiện câu lệnh là git remote add origin này để mà nó xác định được là cái nơi mà nó cần đẩy đến là đâu, hiểu không? Thế lúc này bây giờ việc anh cần rất đơn giản nữa thôi. Bước cuối cùng git push và anh sẽ trỏ đến là origin, bỏ đi đâu origin, tức là origin lúc này đang đứng cho cái repo này, đang đứng cho đường link này, và anh sẽ đẩy lên master chứ hả? Master là một cái brand, anh cứ auto đẩy lên brand, git brand, đây brand master đúng không? Đấy, nên nói chung là không quan tâm là brand là gì, chứ anh đẩy là git boot origin master. Rồi, lúc nãy các em sẽ bật lên nó chế độ là authent đúng không? Nếu mà em chưa làm lần nào ấy, nó sẽ bắt em là đăng nhập, thì đăng nhập vào nhá, đăng nhập bằng chính cái tài khoản mà em đăng nhập ở trên này này, đăng nhập bằng chính tài khoản này là được. Vậy khi boot xong đúng không, anh F5 này, thì cái source code này em thấy HTML CSS này chính là cái source code mà ở dưới cái nó không này thôi nhá, là source code ở bên dưới này, bên dưới local của anh. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, thế sao đấy, đấy tổng hợp lại thì nó có như đây: git init, git add và git commit, git push.
Rồi em nào còn support gì không? Thank you.
Hình như là cái nó có sự thay đổi sao á, tức là lúc có em á, em gõ giúp anh câu lệnh này nha, git brand, tức là nhánh của em đang là nhánh nào thì nhóm anh sẽ là nhánh của mình master, nhưng mà nếu một số em là nhánh là main á thì em sẽ đẩy theo cái tên này nhá, hiểu không? Ví dụ nếu anh là nhánh main, anh đã git này, git boost origin master á, nếu em nhánh em là main ở đây á thì đổi lại giúp anh là main nhá, hiểu không? Main cũng được, vấn đề gì cả.
rồi nha. Tới lúc này các em gọi ghế xe tới tới lại thì sao? Ghế xe tới lại thì lúc này các em sẽ là thấy gì? Nó brain đang trống thì tất cả các file đang là tất cả các file đang là mới nhất rồi. Mới nhất rồi thì nó không cần phải thêm thủng gì nữa vào nữa cả, tức là nothing to commit. Working free, working tree clean, tức là sạch. Thế thì ví dụ xem nha. Ví dụ trong phần JS này đây hai đúng không? Anh có sửa một tí nhá. Anh sửa cái này là thành anh sửa console log test git chứ hả? Thì các bạn sẽ thấy git status nó sẽ báo là lúc này là gì? Mình đã có một file thay đổi. Hiểu không? Cái thay đổi so với thằng nào? Tức là thay đổi so với thằng mình commit mới nhất. Nên biết là git này mình có git log này. Git log là lưu lại những commit ấy. Thì em sẽ là first time to commit, tức là nó so sánh với thằng mới nhất là thằng này. Thì nó có sự thay đổi. Hiểu không? Hiểu không? Thế anh muốn xem sự thay đổi nó là gì á? Thế anh có thể git này. Git div Ctrl V phải không ạ? Thì nó cho anh biết luôn là chính xác mày đã thay đổi những gì. Ồ, thay đổi nhiều phết không? Anh này, anh có dự định thay đổi mỗi thằng này thôi. Nhưng mà khi xếp lại, nó format lại, nó lưu lại, nó thay đổi rất là nhiều đúng không? Anh chỉ thay đổi ý định thành mỗi cái này thôi này. Nhưng mà này em thấy thay đổi rất là nhiều đúng không? Đây là một cái rất là cẩn thận nha. Mình cần cho JS này. Không thay đổi gì nữa cả. Ghế sẽ tới lại. Không thay đổi gì nữa đâu. Thay đổi là cái check out. Bỏ thì thay đổi cái check out. Thế rồi. Thôi nhá, thì tận từ như thế này nhá. Bây giờ á, git của em đang hiện tại đang mới nhất so với thằng này rồi. Thế anh mình sẽ bắt đầu với học ngày hôm nay là buổi day 3. Anh sẽ trong giấy anh tạo một folder mang tên là day 3, day 3. Cũng tương tự cho nó một cấu trúc thư mục. Đầu tiên là file index gmail thư mục js, và trong thư mục js là cho file index.js. Index.html thì cho cấu trúc tên nữa, tôi mình là 5. Thế lại nhúng file vào là src bằng js index.js. À, cái này index thì anh cho nó là console log. Hello class nha. Đấy. Ví dụ như day 3 này là ngày hôm nay anh add vào. Hiểu không? Mình đọc bài bằng git đấy nha, không chấp nhận bằng hình thức khác đâu nha. Anh tạo này em sẽ thấy nó thành là màu xanh này, tức là do sao biết không? Thằng version code này nó tự detect em đã định nghĩa, tức là em đã làm ra một, em đã khai báo ra một cái version control rồi, tức là có git sẵn ở đây rồi, nên default nó sẽ tự động nó add vào nên em thấy nó màu xanh ở đây. Nếu gọi git status à không ấy, là màu xanh ở đây nó mang nghĩa là thay đổi. Em nào cần anh giúp gì không? Rồi. Thank you.
Ừ, tao không cần màu đâu. Đây này nhá, anh vừa thêm day 3 này đúng không? Tức là day 3 là day mới. Được chưa? Thì lúc nãy em boost lên một lần đấy, thì em thấy là trên repo của anh đang có là gì? Mới nhất là chỉ có hai ông thôi. Mới nhất chỉ có hai ông thôi. Là 1, 2. Vậy bản chất là gì? Khi em thay đổi ở đây á, là em thay đổi với local, là máy của em thôi. Hiểu không? Thì khi nào mà em muốn đẩy lên thì em đẩy. Tức là đó là một tiến trình đồng bộ. Tức là hiện tại code giữa local của em và code trên server là hai cái code đang khác nhau. Code trên server là lang version trước của em, đúng không? Bây giờ em đang thay đổi với local này. Anh vừa add thêm thằng này đúng không? Thì anh là sao? Anh muốn đẩy thằng này lên đúng không? Anh thực hiện lại chu kỳ như sau. Đầu tiên là git add, muốn thay đổi hết đúng không? Git add tất cả này. Sau đó git commit -m là message là gì? Ví dụ như là khởi tạo day 3 đúng không? Day 3 initialize nha. Tên gì cũng được nhá, đừng mất trước tên anh. Commit xong thì git log. Lúc này mới thấy là có hai log. Log đầu tiên là first time to commit, thứ hai là day 3 initialize. Vì bản chất là gì? Nó sẽ tính theo commit. Thì nếu em thấy trên này nó có một cái commit tab commit xem đâu nhỉ? Đó. À. Đây, thì nó có mới một commit này, tức là commit này nó chưa ghi nhận commit thứ hai đúng không? Thì lúc này anh boost mặc định là gì, nó sẽ đẩy tất cả commit lên thôi, trong vấn đề gì cả. Thì lúc này anh khi commit xong thì anh sẽ ghi boost origin cũng là master. Thì sao? Nó sẽ đẩy cái commit thứ ba của anh lên, commit day 3 của anh lên. Hiểu không? Thì đây anh F5 này. Em thấy là đấy, day 3 initialize đúng không? Thế thì mỗi lần anh thay đổi là gì? Anh chỉ cần thực hiện là git add, git commit, git push xong. Tức là đây anh cũng có nốt lại đây. Mỗi lần mà các bước hoàn thành thay đổi từ local lên GitHub này, git add, git commit và git push. Hiểu không? Đây là cách đơn giản nhất anh dùng git nhá. Ngoài ra còn nhiều tính năng khác lắm mà mình cứ dùng quen dần đã. Thì lúc này nếu anh tiếp tục gõ git status thì bản chất thì nó đẩy mới nhất rồi, nên là em không thấy là mới nhất nữa. Hiểu không? Rồi,
Rồi mình sẽ bắt đầu của kiến thức ngày hôm nay. Day 3. Về phần function. Function nó là một cái rất là hay nhá. Trước khi tới kiến thức về phần function thì em nào cần support không? Tới đây chạy được chưa? Chạy được tới đây chưa? Hiểu không? Hiểu không? Trường hiểu không? Đại Hiệp. Với cả là gì? Sau này em dùng ghế là biết cái là gì không? Em code là không giờ em sợ mất code cả. Chứ code mà em không lưu ở đâu đúng không? Lỡ cái máy tính em đang code một cuốn sách nó lan đùng ra chết thì data của em nằm cũng cứng đúng không? Thế giờ bao nhiêu sụp code, bao nhiêu công suất của mình mấy tháng trời gồm đó mất hết. Hiểu không? Nên là em nên là đẩy lên một nơi internet rồi đấy. Mất máy, mất đâu hoặc là mất máy hoặc là em mượn máy người khác em vẫn có sụp code. Kiểu vậy. Phần hôm nay đầu tiên là mình tìm hiểu về phần function. Function còn thời gian qua number nha. Thế function là gì? Lớp mình cần giải lao không? Chắc không cần giải lao đâu mà nãy giờ làm không không mà không giải lao nha. Thôi anh điểm danh nhá. Anh điểm danh lớp mình tiếp tục được không? Ok, mình tiếp tục nha. Nay mình qua phần function. Thế function là cái gì? Mấy mình dùng là function tiếng Việt của nó là chức năng. Thế thì function là chức năng thì mình dùng là nó muốn làm cái gì đó nó có ý nghĩa một cái to to gì đấy. Thế thì nếu mà định nghĩa một cách nó máy móc ấy hoặc là mình định nghĩa nó một cách nó theo cái cấu trúc của cái code ấy thì nó sẽ được hiểu là function là một cái khối lệnh, một khối các instruction được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ nha, ví dụ như assign biến các A bằng B chẳng hạn, đó cũng là một cái assignment, một cái nhiệm vụ. Nhưng mà cái function này nó mang hàm ý là một cái chức vụ, một cái chức năng nó to to hơn tí. Ví dụ này, anh có một function là
kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không, đúng không? Thì ví dụ là anh có nhiều số anh muốn kiểm tra thì anh chỉ cần gọi đến function đấy thôi. Giống như cái việc này, cái việc mà mình hay làm ấy là console log. Cái console log là gì? Bản chất console log nó cũng là một cái hàm, một cái function. Nhiệm vụ của nó làm gì? In ra màn hình. Chứ còn bản chất trong console log này nó có rất rất nhiều thứ, nó tỷ tỷ thứ trong này này. Nhiều lắm. Thì mình đâu cần làm việc đấy, đúng không? Thì function nó giúp mình nó gom hết cái đó lại. Thì function là một cái không thể thiếu được. Em hiểu nhá. Thế thì cú pháp function nó như thế nào? Ví dụ ở đây anh có này. À, đây là về phần function đúng không? Anh khai báo một function thì anh dùng keyword function. Vậy nó có tên function, nó cũng có tên giống như biến ấy. Ví dụ như anh muốn thực hiện chức năng là kiểm tra số nguyên tố đúng không? Thì anh check là isPrime number. Ví dụ thực hiện là kiểm tra số nguyên tố, anh mở đóng ngoặc cái như này. Ví dụ trong này anh cần số log kiểm tra starting đi, bắt đầu đi. Đây là cái anh khai báo một function. Function đang thực hiện nhiệm vụ là console log starting. Console log là một cái starting này thôi, tức là nhiệm vụ ban đầu em muốn là nó kiểm tra một số, nhưng mà tạm thời mình chỉ là console log rồi đã. Hoặc là trước tiên thì em sẽ đổi tên function này nhá, hello đi, để từ mới đứa hiểu dần dần dễ được đã. Cho anh console log hello class. Ví dụ anh có một function là say hello to class, thì chú ý là có một keyword function hello. Nhưng mà như này em sẽ thấy là hiện tại hình như nó chưa ghi gì lên cái nó chưa print cái gì cả. Nhìn console log nó chưa thấy cái gì cả. Thì cú pháp này mang nghĩa gì? Cú pháp này mang nghĩa em khai báo một cái function. Em khai báo rồi chứ em chưa dùng. Thì để dùng nó, em gọi lại tên của chính nó. Thì ai muốn dùng cái thằng hello này, anh gõ hello và đóng ngoặc. Cái này nó gọi là cú pháp là gọi function, là calling call function. Hay là trong JavaScript nó có một từ đặc thù hơn là invoke. Invoke là gọi. Ví dụ đọc từ liệu tiếng Anh em sẽ hay đọc từ invoke hơn là từ call. Em có thể dùng hai từ nhé. Thì để chung đó là em gọi một function hello. Thế đây sẽ thấy là từ hello class nó in ra. Thì function được định nghĩa là gì? Một cái tập lệnh đúng không? Nhưng hiện tại chỉ có một lệnh duy nhất thôi. Một lệnh nó là một tập số x. Thế thì cái này có tác dụng là gì? Nếu em thấy đây là hello hello đúng không? Anh mỗi lần em muốn say hello to class thì anh chỉ cần gì? Hello. Hello. Thì đây em thấy tác dụng gì? Tác dụng này tác dụng gì? Hả? Tái sử dụng đúng không? Anh chỉ cần gọi lại hello thôi. Dạ. Yeah. Vậy không? Thế anh ghi xem, anh thêm một cái lần nữa đây. Console log là tự giới thiệu chứ hả? My name is Hiệp chứ hả? Đấy. Thì nó anh ghi hello ba lần là hello class, my name is Hiệp, hello class, my name is Hiệp. Được không? Thì anh dùng một lần thôi nhé. Thì cái function này mình đang có một chức năng là gì? Chào các lớp và tự giới thiệu. Tôi là Hiệp. Nhưng lúc này em thấy là gì? Ok, cái function này được Hiệp dùng để gọi hello nhiều lần. Thì em thấy là ví dụ như là có một thằng khác nó gọi sao? Ví dụ có một em khác, ví dụ như Kha nó gọi là hello class, my name is Kha hay sao? Thì lúc này là gì? Em phải viết ra một cái đúng không? Là my name is Kha đúng không? My name is Kha.
Thì thành ra lúc này là em thấy tính cái tính tái sử dụng của nó bị thấp. Tại vì sử dụng cho hiệu thôi, mà tính tái sử dụng nó bị thấp. Thế để làm sao mình có thể tái sử dụng được cho nhiều ông? Ví dụ như là gì? Hiệp say hello, rồi Kha say hello, đúng không? Thì em thấy là gì? Khi mà có một cái thông tin nào đó thay đổi, ví dụ như đây là name, Hiệp thay đổi, Kha thay đổi, đúng không? Thế em hình dung là mình có thể là có một cái biến variable. Ví dụ anh có đây là và student name bằng Hiệp chẳng hạn. Thì lúc này là gì? Anh my name is, anh sẽ cộng Hiệp ở đây là student name ở đây, tức là student name lúc này nó là biến động, đúng không? Xếp lại này, my name is Hiệp, nếu đổi lại là Kha thì my name is Kha. Thế thành ra một cái rất là dễ là gì? Thế một lần em muốn là ok thằng này là cho nó, thì đây em giấy một cái ở đây dùng một cái student name. Thì khi mà student name nó nằm ở scope bên ngoài cùng, nó không nằm trong bất kỳ một function nào cả, thì mình dùng cái student name đây là nó mang hả? Đúng rồi, nó dùng cho cả chương trình, đúng không? Thì cả chương trình nó sẽ có một cái tên là global. Nhớ Hiệp nha, à nhớ Huy nha. Thì cả chương trình nó mang tên là global. Thì sau này ví dụ nếu em gọi là một biến mang tên cả chương trình rất là dài, đúng không? Em sẽ gọi là một biến global. Là em hiểu là biến là toàn cục. Ở đâu em sẽ trỏ được cái biến đấy, hiểu không? Thì biến này biến student name, đúng không? Thì lúc này anh có hello, thế anh muốn hello mà từ nay trỏ đến là, trỏ đến là Kha chẳng hạn, thì em phải đổi cái này, đúng không? Student name bằng bằng Kha, ở đây bắt đầu là Hiệp nhá. Thì anh tiếp tục say hello, thì anh biết là student name nó thay đổi rồi mà, Kha đúng không? Ok, thằng này đã tính chất tái sử dụng, đã có tính thêm tái sử dụng đó. Nhưng có một vấn đề là student name đây nó mang tính chất là global. Thế có cách nào, tại vì là gì? Nó chỉ dùng cho mỗi function này thôi, đúng không? Thì nó thêm một biến global rất là dở. Thì lúc này cái function nó có một cái gọi là parameter, nhận vào parameter, tức là nhận vào tham số. Thế ví dụ thằng username này có cách nào khi anh gọi hello, đúng không? Mà ví dụ như hello này anh truyền vào là của thằng Hiệp, Hiệp chứ hả? Ví dụ đây là Hiệp, mang nghĩa là Hiệp hello. Sau đó là hello mình gọi là Kha đây, tức là Kha hello. Thì đây tức là mình hiểu là tham số hay là parameter. Thì khi em gọi ở đây á, thì trong cái hello hiện tại nó không có bắt được cái thằng này, gọi Hiệp này. Thế để bắt được cái thằng này mình sẽ khai báo cái biến đấy ra. Thì ngay tại đây anh sẽ khai báo là student name. Thì anh sẽ comment thằng global này đi. Hiểu không? Thì thằng này người ta gọi là parameter. Em sẽ là my name is, my name is. Rồi thế thì nó đang hoạt động như thế nào nhá? Để nhá. Khi gọi hello này thì nó đang trỏ đến chính cái function hello. Và lúc này mình có một cái student name, cái này mang nghĩa là một variable. Một cái variable. Nếu thằng này nó có variable đón nhận này, tức là em gọi hello, em truyền variable, nhưng mà nếu mà em gọi không thôi, em không truyền gì cả. Nhá.
thì thằng này nó vẫn có student name đúng không, tức là đón nhận khi mà gọi hello. Nhưng mà thằng này không truyền gì cả thì nó sẽ hiểu là gì, khai báo một biến mà không có value thì nó gọi là undefined, hiểu không? Như thế này thì student name sẽ bị định thành undefined. Vậy khi mình gọi thì mình sẽ truyền vào, ví dụ ở đây có Hiệp, ở đây có Kha. Tức là gì, khi anh truyền hello mà anh gõ một cái data này, tức là anh muốn truyền data đấy vào cái function hello, thì thằng nó sẽ tự động nó assign cái value cho thằng student name. Hiểu không? Trong cái hello, thì mình dùng là lúc này đây là giống như khai báo một cái biến student name ấy, hiểu không? Thì khi mà em gọi hello Hiệp bên này, đúng không, thì nó sẽ tự động truyền cái Hiệp này vào thằng student name, tức là nó assign, tức là nó gắn cho cái student name này bằng bằng Hiệp. Nó kiểu gì? Ừ, ừ, hiểu thế cũng được. Tức là giống như vô trống thì giống như khai báo ra để mà mình đẩy nó vào thôi. Ừ. Nhưng mà về bản chất thì nó ok, tạm thời hiểu thế cũng được đã. Tạm thời hiểu thế rồi đã. Rồi, thắc mắc chỗ này không? Em nào thắc mắc không? Hiểu không? Được đúng không? Thế thì hiểu như này nhá. Khi mà ok, phần đó thì liên quan về pass, preference và by value, anh sẽ giới thiệu dần dần đi. Ok, ở đây mình có một cái variable là student name. Thế thì ví dụ ở đây anh có thêm nhá. Anh có thêm là class chứ hạn. Class. Thì ví dụ như là mỗi đứa này thì mỗi lớp đúng không? Không biết đứa được. Thì tức là anh có một tham số thứ hai, anh có là class name chứ hạn. Thì lúc này là sao? Anh có thể là đón nhận nhiều parameter trên function này và phân cách với nhau bởi một cái dấu cách. Ví dụ anh có function này, anh cách ra, anh phải ra class name. Cũng tương tự là gì? Khi anh gọi hàm hello, anh gọi Hiệp thì nó cũng truyền theo thứ tự từ trái sang phải. Thế thì khi anh truyền Hiệp về á thì nó sẽ truyền vào cái thằng student name. Thằng thứ hai anh không có truyền đúng không? Thì mặc định nó sẽ thành là undefined. Vì thế nên anh truyền thằng thứ hai thì sao, nó sẽ nhận vào. Ví dụ class name bằng react.js 202102 chép lại. Thì đây là class thứ hai nó nhận react.js 202. Class thứ hai anh không truyền vào đúng không? Nó sẽ nhận vào undefined. Hiểu không? Rồi ok. Đây là cách nó nhận nhiều parameter, thế em muốn bao nhiêu cũng được. Mà thông thường người ta cái này cũng không làm nhiều lên quá 5 đâu. Thường thường là 1 2 parameter thôi. Còn quá nhiều thì nó quá dài và người ta rất khó nhìn cái function. Còn nếu mà nó nhiều quá người ta có thể gom nó lại thành một object người ta đưa vào đây. Tránh là quá nhiều nhá. Vậy khi gọi cái này đúng không? Anh gọi cái này. Thì khi gọi cái này thì nó có trả về cái value nào hay không? Ví dụ sao? Ví dụ anh muốn biết là gọi cái thằng hello hello này, anh muốn kiểm tra là cái hello này có thành công hay không. Muốn kiểm tra cái hello này có thành công hay không nhá. Đúng không? Thì làm sao anh biết trước được? Anh biết được đúng không? Ví dụ gọi nhưng mà nó cancelog fail rồi sao? Ví dụ trong này kiểm tra này. If the student name khác rỗng đi và class name phải khác rỗng
Thì lúc này em cho phép in này, tức là cho phép print ra màn hình, đúng không? Cho phép in ra màn hình. Đấy, vậy thì anh thấy thằng thứ hai này, anh có thằng, ừ thằng này khác rỗng thật, khác ở define đi nhá. Hoặc là em kiểm tra ngắn gọn như này thôi. If student name và if class name, tức là nó có value, tức là nó khác rỗng và khác ở define. If student name và class name, hiểu không? Thì nếu thế này nó là nó khác undefined và khác rỗng, tức là nếu mà nó tồn tại student name và tiểu đại class name thì nó sẽ in ra. Thì mục đích anh muốn là gì? Em thấy là cái này nó thằng kha này này nó không in nữa, tại vì là kha không truyền tham số thứ hai, đúng không? Hiểu không? Thế một câu hỏi đặt ra là gì? Khi gọi hàm hello này này, anh muốn biết là nó có thực thi thành công hay không để mà anh xử lý tiếp. Anh muốn biết nó thực thi thành công hay không để anh xử lý tiếp. Thì làm sao biết thành công hay không? Thì cũng có một cái, anh phải dựa vào một cái value nào đấy, đúng không? Ví dụ đúng sai gì đó. Ví dụ thì anh có thể hoàn toàn cho global ở đây một biến check chẳng hạn. Nhưng mà trong hello này nó có một cái gọi là return nhá. Ở đây nếu mà if thằng này thì trong thằng này nó sẽ là return true, đúng không? Còn nếu không anh sẽ ví dụ return false nhá. Return đây nó mang nghĩa là trả về một cái value của em, có thể bất kỳ value nào, colon, number, object, được không? Và nó chỉ là một thôi. Em có kiểu như truyền true hoặc false như này không có đâu nhá. À truyền này cũng được đấy, nhưng mà em bắt kiểu khác nên là truyền, ok tạm thời cái truyền một thôi đã. Có return true hoặc là return false. Cái này nó mang ý nghĩa là báo làm gì? Tức là return true này anh mang ý nghĩa là nó thành công, và false này anh mang ý nghĩa là fail. Hiểu không? Thế làm sao để em biết được là em bắt được cái giá trị true for này? Thì khi gọi là hello ấy, em có thể bắt được giá trị bằng đằng trước nó, bằng phép gán cho nó. Anh có va một biến check chẳng hạn. Anh chụp led nhá. Thế anh kiểm tra này, nếu mà check tức là thành công, đúng không? Thì lúc này anh có thể xử lý tiếp handle. Continue handle. Hoặc là nếu mà không check, tức là không thỏa mãn điều kiện, thì trong này có thằng kha thứ hai cũng thỏa mãn, đúng không? Thì anh đơn giản muốn kiểm tra để thông báo cho người dùng là something went wrong chứ hả? Khi mà nó không check thì gọi là something went draw on print kha chứ hả? Ví dụ vậy, check đấy. Thì lúc này là gì? Print hiệp thành công, nhưng mà print của kha ấy thì nó lại có vấn đề, something went wrong, chưa lường trước được. Đấy, đây là cái tác dụng mà return trả về. Tức là gì? Khi anh return ở cái, anh dùng một cái biến keyword là return, thì khi return ở trong cái một cái hello thì nó sẽ tự động nó trả về cái một cái variable mình bắt, khai báo ở đầu cái lúc gọi function. Em chú ý là return nó thể gọi bất kỳ đâu, và khi em gọi return thì nó ngay lập tức dừng cái nó sẽ thoát khỏi cái function đấy luôn. Hiểu không? Thì đây em có là return true ở đây nhá, thì nó trả về true, nó sẽ không gọi đến đây nữa. Hiểu không? Return chỗ nào nó sẽ dừng ngay chương trình tại đó, không chạy tiếp tục các câu lệnh tiếp theo. Nên ở đây ví dụ anh có console log chân trời đi nữa thì nó cũng không thấy được nhá. Ở đây em thấy nó bôi đậm luôn này, bôi nó mờ đi, tức là gì? Nó không thể đạt đến được cái câu lệnh này. Câu lệnh này có hay không bị thừa, hiểu không?
Tức là cho nó đọc tới đây này nó return mất rồi. Tức là function này nó trả mất rồi, nó return về rồi. Thì cái code này của em nó không bao giờ nó đọc đến. Hiểu không? Đúng rồi. Sau hàm. Ngoài hàm thì sao? Ngoài ngoài cái hàm mà có return trước đó ấy, trước khi đúng không? Kiểu kia là return true thì dưới đi trên true trong cái hàm thì chỉ là bắt đầu là nó không? Thằng này nó không 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 trả rồi nữa, nó không gọi đây. Tức là nếu vào if đây rồi á thì nó sẽ không vào đây nữa. Tức là mày hình dung nhá, mày hình dung nhá, khi mà đụng tới cái return thì chắc chắn ngay tại điểm đó nó sẽ thoát khỏi chương trình. Thì chắc chắn ngay thời điểm đấy nó đọc xong câu lệnh return đấy, nó sẽ thoát khỏi cái function. Hiểu không? Ừ đúng rồi. À chỗ này tí nhá, quên mất cái dấu chấm than này nó mang nghĩa là đảo nghịch, đảo nghịch nhá. Có dấu này if check đây là nếu mà true đúng không, còn đây là đảo nghịch của đấy là if not true, hiểu không? Tức là nếu mà đây bằng for thì nó sẽ vào, tại vì đảo nghịch của for nó thành thành true, thì chung quy lại thằng if này nó vẫn là true. Thì dấu chấm than là dấu đảo nghịch nhá, nó tương đương là if check bằng bằng for nhá. Không có dấu chấm than thì nó hiểu là cái là như này hả? Như này là nó hiểu là nếu mà check bằng true thì nó vào, thì nó thực thi, hiểu không? Còn nếu mà này là ngược lại này, thì nếu mà check bằng true đó thì đảo than ngược lại nó là bằng false thì nó không vào nữa. Hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ờ đúng. Tức là nhá. Tức là gì? Bây giờ mình có một hàm hello này này. Đúng không? Hello nó thực hiện một nhiệm vụ cố định thôi. Nhưng mà mình không biết là nhiệm vụ thực thi được hay là không. Mình không biết. Bây giờ là gì? Ví dụ nếu được, tức là tùy tình huống mà. Nếu thực hiện thành công thì mình thực hiện phương án A, hoặc là không thành công thì hiện phương án B. Tức là gì? Mình có những hướng đi khác nhau nữa. Nên lúc này mình cần một giá trị để biết là thằng này thực thi thành công hay không. Thì nên là thành ra mới sinh ra giá trị là trên chung for ở đây, để mà nó bắt ở đây. Nếu đứng ra nữa anh phải check hai lần nhá, là check thằng này và check thằng này, tại vì bản chất là hai cái check này đang là khác nhau. Hiểu không? Check thằng này là của hello thằng trên, check thằng này là của hello kha ở dưới. Ok, comment kha rồi nhé, của kha rồi nhé, để cho nó dễ hình dung. Thế thì của kha thì sao? Khi mà hello này nó vào nó truyền vào kha thì class này nó bị rỗng, nó undefined đúng không? Thì điều kiện này nó không thỏa mãn. Lúc này nó trả về về false, return về false. Về false thì nó bắt ở đâu? Thì nó bắt ở biến check này, mình gán nó bằng đây này, thì chính là cái giá trị mà thằng hello này nó return về. Còn nếu mà em không return ấy, chú ý không return ở đây nhá, thì cần check này nó sẽ ra là undefined. Cái gì mà không gắn giá trị là tự động nó sẽ undefined nếu em không return về nhá. Hiểu không? Check nó sẽ undefined, và undefined nó sẽ đã tương đương với là false đấy. Đúng rồi. Đâu, đúng rồi. Tức là nó bắt buộc phải phone. Còn nếu mà nó true ấy thì là nó đảo chu bằng phone đúng không? Thì phone nó không vào đấy. Ok. Để hiểu rõ hơn này nhá, áp dụng làm cho một cái function. Write a function.
Riêng vào một số pass a number and return true or false. Return true nếu mà number is prime là số nguyên tố, ngược lại else thì là false, là false là false thì tương đương là number is not prime. Ok, áp dụng với anh cái hàm này nhé. Hack check nào. Nó có gì cơ? Tùy vào điều kiện có check trả về mà. Ừ. Tùy vào tùy của thằng này. Phone thì nó yên. Ừ. Dấu chấm than này dấu đảo ngược nha. Yeah. Này dấu bình thường này nó đảo ngược thôi. Check là nó vào, còn tức là nó true thì nó vào. Còn đảo ngược của nó là không check thì nó vào. Ừ. Rồi hiểu vấn đề chưa? Làm nhanh nhớ, làm ngay tại lớp, làm nhanh. Với function truyền vào một số. Nhiệm vụ của function đấy là kiểm tra số đấy có phải số nguyên tố hay không. Kiểm tra số nguyên tố nãy anh làm rồi đúng không? Anh có làm cho rồi đấy. Bây giờ áp dụng để làm function. Thì function anh thấy thằng Ngọc có làm rồi. Đúng không? Yêu cầu anh rất rõ ràng nha. Viết một cái function truyền vào một số pass a number. Truyền là chỗ nào? Truyền là chỗ này đúng không? Giống như thằng Kha này này. Thì là thằng mình sẽ truyền number ở đây. Và return về true nếu là nó là prime, false nếu nó là not prime. Thì cái hàm đó sẽ hàm một cái chức năng là kiểm tra xem một số phải số nguyên tố hay không. Sau này mình muốn dùng mình kiểm tra số nào mình cần dùng số đấy là xong. Dùng cái function đấy là xong. Không cần phải viết đi viết lại nhiều lần. Mười phút tôi go nhá, 10 phút để hoàn thiện nhá. Hiểu đi bà chưa Huy? Hiểu chưa? Làm ok. Việc anh được không em? Nó làm à? Ừ. Anh sẽ nói lại cái luồng em nó hoạt động như thế nào nhá. Khi em gắn này let check bằng hello car đúng không, thì bắt đầu làm gì? Nó tìm thấy là hello có hay không. Tại vì này ok tôi muốn gắn vào lưu vào biến check đúng không, thì nó phụ thuộc vào cái hàm này. Thì cái hàm này nó phải chạy trước, nó chạy xong nó có value để nó gắn vào cái thằng check này, hiểu không? Thế thì cái chạy thì bắt đầu nó chạy này, nó gọi tới hello, nó gọi đến hello này. Cho nó truyền vào kha đúng không? Nó truyền vào kha ở đây. Kha đây là chứ giờ nên lúc này nó bằng kha. Nhưng mà class name nó bằng undefined. Thì khi vào hàm check thì nó không thỏa mãn điều kiện. Đúng chưa? Lúc này nó return về sẵn đóng này. Lúc này nó return về false. Thì khi cái hàm chính cái thằng return này này, nó sẽ làm cái việc là nó gán cái value đấy cho cái thằng mà gọi nó, gán mà gọi nó thì nó gán vào thằng check này. Hiểu không? Thì lúc này check chứ bằng true hoặc là bằng false thôi. Đấy nhá. Anh giải như này nhá. Nhanh lắm. Nhanh không mà đầu tiên đúng không? Mình khai báo một function. Xem tôi làm đúng ý em nhá. Iprime. Ok, function này là báo là gì? Truyền một number đúng không? Anh cho đây bằng number. Ví dụ vậy. Báo là
điều chân chu và phone, thì nếu mà gì anh sẽ copy cái thằng mà chu phone nó chỗ exercise này, tôi kiếm lại số nguyên tố rồi đúng không, đây chính là cái là số nguyên tố này, anh copy này qua trên v vào đây, nếu nhỏ hơn hai anh không in ở đây nữa, nó yêu cầu là trên chu phone đúng không, ở đây nó sẽ là nhỏ hơn hai thì là phone không phải số nguyên tố, check này, lúc này check nó tượng trưng cho là chu phone thì anh sẽ return check ở đây luôn, anh không phải print đấy nhìn không, xong rồi đấy. Thì lúc này anh cần kiểm tra là gì, bây giờ anh muốn kiểm tra số 11 nha, let check bằng Ibram của thằng 11 chẳng hạn, đó là chu đúng không, if lúc này này mới kiểm tra này, if check tức là số 11 là if check là con số lock là số nguyên tố này prime number 11 e prime number else có bên này enough prime đúng không, ok 11 bên trước là e prime rồi nên chắc chắn nó vào đây rồi. Oh, xong rồi đấy. Check had already, bỏ đi. Tức là khai báo check ở trên rồi. Này mình tái sử dụng thôi. Một IPRAM number này, anh sử dụng số 12 nhá. IPRAM đúng không? Thì anh sẽ cho một cái biến check ở đây. Em ví dụ muốn kiểm tra một biến x chẳng hạn. Ở biến number đi. Và hoặc là value lấy từ người dùng nhá. Value number hoặc là var bằng number thôi bằng lấy từ người dùng, đang dùng thằng Chrome cũng được. Enter number phải không, không default bằng không, lúc này thì sao, anh sẽ check RAM của thằng value và lúc này console log theo thằng value này, đấy trên đúng không, đây thì tờ này có một cái hay là gì, ví dụ em là một đứa có hai người biết code đúng không, em một đứa là gì không biết làm sao để check số đó là số RAM hay không, nhưng bạn em biết, em chỉ cần biết là nó RAM hay không để em tiếp tục đi kích chi tiết thôi đúng không, ví dụ này phần của em là em làm phần này, bảng của em là nó làm phần này, thì em sẽ giải quyết được vấn đề gì, cái phần IPRAM number này gần như nó là black box, em không cần biết, em cần biết là em truyền vào một số là nếu nó RAM thì nó truyền về trả về chu, còn nếu không trả về phone rồi đúng không, thì như này em cần gì, ok không cần biết trong này có event thế nào luôn, không biết này nó có thế nào luôn, mình chỉ biết cách thức nó hoạt động như thế nào thôi đấy, rồi có hỏi gì chỗ này không, ừ number lớn hơn hai á, return phone mà là không, phone có nghĩa là không, phone tương đương với là not RAM mà, tức là tên ai thì tên phone là biết, tức là lúc này là gì khi check đúng không, ví dụ nhỏ hơn hai nhập trừ một chứ nào, nó thì tên phone này luôn, nó không chạy nữa thì nó sẽ bắt ví dụ phiên check cái này, nó check IPRAM nó trả về này thì phone đúng không, thì phone nó sẽ vào đây, một không phải số nguyên tố nên là mình check bắt đầu từ check thứ hai thôi, nhỏ hơn hai mình cho nó phone luôn hả, chỉ một phone này á, sao chưa hiểu hả, một phone này là cách mình tìm số nguyên tố á, có nghĩa là mình chạy từ hai tới số mà nhỏ hơn căn bậc hai của số đó mà tồn tại một số nó chia hết, thì tức là mình sẽ, anh sẽ khai báo một biến check này, biến check mục đích là anh giải thích lại một lần nữa đấy, trên này giải thích rồi đúng không, biến check này là mục đích là để mình kiểm, mình sẽ biến check này muốn mục đích là chu là nó mang ý nghĩa là số nguyên tố, phone là mang ý nghĩa là không có số nguyên tố, để mục đích là gì, sau khi chạy một phone này anh biết, anh sẽ xác định được là nó là chu hay là phone thì sẽ tương ứng với việc là nó là số nguyên tố hay không, hiểu không, thế thì check ban đầu là ok anh cứ cho nó là số nguyên tố đã, số nguyên tố là dựa vào biến check này, chứ khi chạy xong phòng này á, nếu mà check nó thay đổi bằng phone ấy anh không biết luôn, anh được tin ngay chỗ này là check nó tương ứng rồi mà, thì nếu mà trong này nó tồn tại một số mà number nó chia hết trong khoảng từ 2 đến cái bậc 2 của chính nó ấy,
thì nó sẽ là không phải số nguyên tố. Lúc này chỉ cần đơn giản việc là gắn là check conform thôi, hiểu không? Thì này em return về check là biến kiểm tra. Và em để ý nhá, cái scope của thằng này á, tất cả các biến khai báo trong này á, nó chỉ có phạm vi trong thằng function này thôi. Thoát khỏi function tất cả biến này nó sẽ mất đi, hiểu không? Bên ngoài cũng không thể trỏ được tới biến này, không trỏ đến được nhá. Đúng rồi, dùng vùng for không mà chạy tiếp nữa, tại thời điểm if này nó sẽ dừng. Ok, khi mà về làm xong bài 8 bài 9 đúng không, thì các em gom lại cho một function nhá. Với anh một function là kiểm tra một số có phải là số đối xứng hay không, bài 9 thay vì là viết code tràn lan đúng không, mình sẽ gom lại nó thành function. Ngoài ra thì về có phần bài tập ở đây nhập thử đúng chưa đấy chứ, 12 nốt đúng không, F5 lại này, 13 là đúng này. Ok, về phần bài tập thế này mình qua function rồi đúng không, function mà chưa tới string. Ok, về làm cho em một cái bài tập là với một function kiểm tra số đấy có phải là số đối xứng hay không. Hả? Số đối xứng bài chính nha, hiểu không? Bài chính nha, hoặc là em làm bài tám cũng được, có phải là toàn số lẻ tạo thành hay không cũng được, một trong hai bài này nhé. Đây, cái này thì anh đẩy lên cố cho, bây giờ có git rồi đúng không, các em chỉ cần vào repo của anh em lấy được ngay mà. Git à, từ hàng thao tác git cuối này anh gọi nha. Bây giờ git sẽ tới này thì anh sẽ thấy là từ cái lúc mà anh commit cuối á, bây giờ anh đã là gì, thay đổi đúng không, anh thêm rất nhiều code đúng không, anh có thể thêm được khác nhau này, git deep phần này nhá, là xin anh thay đổi những gì. Thì này anh sẽ thấy là nó cộng này, đây là những cái code mà anh đã gõ vào ngày hôm nay, thì anh thực hiện câu lệnh này ba bước thôi, git add là một này, git add chấm cái tất cả, git commit lưu vào commit day 3 git push origins master, đấy là nhánh master đấy. Thì lúc này git của anh đã có rồi, các em muốn lấy data thông tin trong cái repo của anh thì cứ lên đây mà lấy nhá. Đây js này, day 3 này, js này, đấy này, đây đúng không, code đã lên rồi đúng không. Đấy, nộp bài bằng git nhá. Rồi, kiến thức hôm nay lớp mình sẽ dừng ở đây. Em nào có thắc mắc câu hỏi gì nữa không? Hả? Yêu đế hả? Hả? Lên git. Ai chúng ta gửi cái link đấy vào cái bài boss trên group lớp ấy, cái bài boss mà bài tập ấy, bài boss là boss hôm thứ ba ấy, gửi cái link comment như đó là được, anh không cần phải download ở đâu cả, anh vào đó anh check luôn.